Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách đại diện cho chính quyền địa phương. Kính thưa đồng đạo Lâm Văn Kháng là trưởng ban tổ chức đại lễ, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Bà Hảo, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay chúng tôi cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ quý vị trong ban tổ chức, quý đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua đôi điều đạo đức thông qua bốn câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Vậy lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời đoàn kết tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ dành cái thời gian khoảng 60 phút để chia sẻ qua bốn câu giảng mà vừa rồi thì đồng đạo xướng ngôn viên cũng đã có giới thiệu. Thì nội hàm mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay qua một cái bài thánh kệ với bốn câu mà Đức Thầy đã dạy: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Thì qua bốn câu giảng này với cái tựa đề hiếu nghĩa vi tiên mà Đức Thầy đã sáng tác vào năm Kỷ Mão, trong những ngày đầu Đức Thầy đã đời lập đạo, thì đây cũng có thể là một cái bài tứ cú kệ mang một cái tính chất tích cực trong cái giáo thuyết học Phật tu nhân đối với người tại gia cư sĩ của đồng đạo chúng ta. Và đặc biệt thì trong bốn câu giảng này lại mang một cái nội hàm gọi là phước huệ song tu để đồng đăng biển ngạn, và đồng thời đây cũng là những cái tiêu chuẩn cơ bản nhất để rồi đồng đạo chúng ta đủ điều kiện để được gặp thầy, đủ điều kiện để được gặp Phật. Thì chúng tôi sẽ tuần tự chia sẻ qua 28 từ này. Như vậy thì câu giảng đầu tiên thì Đức Thầy đã dạy là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên. Vậy thì nhân sanh là chỉ chung cho con người đang sanh sống trong cõi đời này gọi là nhân sanh. Giống như đoạn khác Thầy dạy là diều nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời lập đạo thì Đức Thầy dạy chung tất cả nhân loại chúng sanh, bởi vì Đức Thầy xác định là đâu đâu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho đều khắp chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có điều kiện để tu hành, đều có khả năng để giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Thầy chúng ta không phân biệt đồng đạo. Do đó cho nên cũng tùy theo cái nghiệp duyên mà giờ này thì nhân sanh ở trên cõi đời này nói chung thì trên dưới cũng khoảng hơn 7 tỷ người. Và đồng thời thì tùy theo căn duyên ở tiền kiếp, ở nhiều kiếp giữa bản thân mình với Phật Pháp nói chung và bản thân mình đối Đức Thầy nói riêng. Cho nên hôm nay bất cứ nhân sanh một cá thể nào mà nếu có duyên thì chúng ta tu đạo Phật giáo Hòa Hảo. Còn nếu không tu đạo Phật giáo Hòa Hảo thì cũng có thể áp dụng theo những thánh ngôn là Đức Thầy để mỗi đồng đạo chúng ta, để mỗi nhân loại đại đồng tự sửa mình hoàn thiện hơn. Bởi vì triết lý của đạo Phật giáo Hòa Hảo là một triết lý, cả một cái hệ thống để đưa con người đến chỗ thánh thiện, tốt đẹp, chứ không riêng cho một cá nhân nào. Cho nên thì tùy theo điều kiện. Bởi vì cũng có những người người ta không ăn chay, không cúng lạy, tuy nhiên người ta cũng hấp thụ được lời Đức Thầy để rồi người ta tự mình trang sửa cho mình tốt đẹp trong cái đạo nhân luân cuộc sống trường tồn, để rồi đạt được cái hạnh phúc trong cái cuộc sống cũng như đạt ở mai hậu. Vì vậy nên qua cái khái niệm nhân sanh thì đây là một khái niệm rộng. Và Đức Thầy dạy thêm là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên. Chữ hiếu nghĩa ở đây thì có thể chúng ta hiểu hiếu nghĩa là đạo hiếu. Chữ nghĩa là sống ở đời mình phải có tình có nghĩa trong cái nhân luân, trong cái nhân đạo của cuộc sống. Nếu như con người mà sống ở đời mà không có tình nghĩa, không có tình người đó, có thể chúng ta hiểu cái chữ nghĩa là tình người. Nếu một con người mà sống không có tình người, không có được cái chữ nghĩa thì cuộc đời chúng ta rất là khô cạn, rất là khô khan, sống như vậy không có nghĩa lý đồng đọc. Bởi vì cuộc sống con người hạnh phúc là do đâu?
là nhờ có tình người. Giữa con người với con người với nhau phải có tình có nghĩa. Nghèo giàu rồi địa vị đẳng cấp không phải là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ là con người chúng ta phải có tình người. Và Đức Thầy dạy chữ dĩ, chữ dĩ là lấy, theo Hán học chữ vi là làm, chữ tiên là trước. Qua 28 từ này Đức Thầy pha trộn giữa âm Hán và Việt ngữ để mỗi đồng đạo chúng ta thấy được cái sự phong phú về cái phương diện văn chương. Và đồng thời thì qua câu giảng đầu tiên này, Đức Thầy cũng đúc kết trong lời người xưa cũng như trong đầu tôn chỉ thì Thầy đã dạy rất rõ là thiên kinh vạn điển hiến hiếu nghĩa vi tiên, muôn vạn quyển kinh sách đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Cho nên qua câu giảng đầu tiên này, nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên, thì cũng có thể hiểu rằng đó, muôn ngàn quyển kinh đều dạy con người chúng ta hiếu nghĩa làm đầu, làm đạo. Cho nên không đi nữa Thầy dạy đâu, mà từ xưa đến giờ có thể nói đây là một quy củ của cuộc sống loài người. Mỗi mỗi con người ai cũng phải lo cái câu hiếu nghĩa. Đây là cái việc đầu tiên trong cuộc sống. Bởi vì khi con người được sinh ra mà chúng ta quên đi cái chữ hiếu, không lo chăm sóc ông bà cha mẹ, không lo phụng dưỡng tông tổ, thì quý vị thấy đây là con người có thể nói là bị xã hội ruồng bỏ, là con người mà không đáng mặt, là con người, là một con người mà chúng ta không lo tròn nhân đạo. Cho nên xã hội luôn luôn tôn vinh những con người lo tròn chữ hiếu, những con người phải nói gọn là luôn luôn biết cái trách nhiệm ý thức của mình thế nào đó khi ông bà cha mẹ chúng ta còn sống. Rồi đồng thời khi ông bà cha mẹ quá vãng rồi thì nhiệm vụ trách nhiệm còn gánh nặng trên đôi vai đồng đạo. Cho nên khi những người mà còn có cha mẹ thì trách nhiệm là con người chúng ta phải lo cho cha mẹ của mình. Lo cho cha mẹ của mình đó là chúng ta đang lo cho mình đó. Bởi vì Khổng Thánh đã dạy hãy nhìn xem giọt mưa trên mái nhà, giọt mưa trước rơi ở đâu thì giọt mưa sau rơi ngay chỗ đó. Giờ này chỉ cần chúng ta lo cho ông bà cha mẹ của mình thì một ngày nào đó khi chúng ta lớn tuổi rồi thì đương nhiên con cháu của mình nó cũng lo cho mình, cũng giống như mình đã từng lo cho ông bà cha mẹ của mình đồng đạo. Cho nên sách thánh mới có câu rất rõ là dưỡng nhi đãi lão. Cho nên hôm nay nuôi con nuôi cái để làm chi? Để sau này chúng ta già rồi con cháu mình nó nuôi mình lại. Còn bằng ngược lại, hôm nay mình có con có cháu mà mình không hiếu thảo ông bà cha mẹ của mình thì con cháu của mình nó sẽ nhìn thấy mình rồi nó sẽ ruồng buồn, là nó sẽ là bỏ mình, nó sẽ ruồng bỏ mình đồng đạo. Và thêm một tinh thần nhân quả, mình còn có cha có mẹ, mình có ông bà mà mình không lo cho cha mẹ ông bà của mình thì muốn con cháu mình nó lo cho mình thì điều này không thể. Mình không hiếu thảo cha mẹ của mình thì con mình sẽ bất hiếu mình thôi. Mà đồng đạo biết rõ quy luật nhân quả đó. Chúng ta vay một nhưng mà chúng ta trả 10 đồng đạo à. Mình chỉ gieo một cái hạt ớt thôi, mình chỉ bất hiếu thôi, thì lúc sau này chúng ta hưởng lại 100.000 cái hạt cay hạt đắng. Rồi đồng thời chỉ cần đồng đạo chúng ta hiếu hạnh ông bà cha mẹ mình thôi, chúng ta chỉ gieo một hạt cam thôi, một giống ngọt thôi, thì chúng ta hưởng rất rất nhiều cái trái ngọt. Cho nên mình hiểu đây là một cái cuộc sống. Vì vậy nên đạo hiếu này, thật sự nói đạo hiếu là chúng ta đền ơn, trả ơn. Nhưng mà bên cạnh đền ơn trả ơn đó thì mỗi đồng đạo chúng ta mình đang thực hiện vung bồi cho cái cuộc sống của mình đó đồng đạo. Vì vậy cho nên đồng đạo nhìn ở hàng xóm mình đi, những người con mà hiếu thảo ông bà cha mẹ thì trải qua 10 năm 20 năm thì quý vị thấy rằng những người này rất là đầy đủ về tương lai khi tuổi về già, tuổi về chiều đồng đạo. Thì đó, chúng ta phải hiểu các vấn đề này để chúng ta cố gắng thực hiện. Rồi cái thứ hai nữa, ông bà chúng ta đã quá vãng rồi thì đương nhiên là mình lúc bây giờ mình phải lo tu cầu cho linh hồn của cha mẹ được siêu thăng lên miền Phật cảnh. Lúc bây giờ chúng ta phải thế vai là một kiền liên, mình phải lo cúng lại, rồi phải lo vun trồng bồi đức cái công đức để hồi hướng ông bà cha mẹ của mình, hồi hướng công đức ấy cho ông bà cha mẹ của mình. Bởi vì hôm nay chỉ có tu thì đồng đạo chúng ta mới có điều kiện để gặp cũng như cứu ông bà cha mẹ của mình đồng đạo. Dầu rằng ông bà cha mẹ của mình chết là hết, hết là đối với người đời thôi, còn đối với người đạo chúng ta chưa hết. Nếu đồng đạo chúng ta tu hành đạt được kết quả như lời Đức Thầy dạy là ngày nào đắc được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, thì đến ngày đó mình sẽ có được điều kiện rất tốt để rồi chúng ta cứu vớt cha mẹ của mình, giống như trường hợp của một kiền liên mà cứu vớt bà Thanh Đời. Nếu một kiền liên mà không tu
thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp được mẹ của mình là bà Thánh Đời, và cũng không có điều kiện để cứu được mẹ từ ngục A Tỳ vô gián rồi thác sanh lên cõi trời, lần bước đến cõi giải thoát. Cho nên những cái yếu tố này người học Phật chúng ta cần phải nhớ để chúng ta thực hiện. Rồi đồng thời chữ nghĩa ở đây, như chúng ta bàn là sống ở đời mình phải có tình có nghĩa. Nghĩa tình ở đây không phải là nghĩa tình bằng là nói. Nghĩa tình đây không phải nghĩa tình bằng những cái sự trao chuốt, bằng những cái sự chia sẻ tay bắt mặt mừng. Ngoài cái việc chia sẻ tay bắt mặt mừng thì tình nghĩa ở đây chúng ta phải cần có một cái gì đó đối với nhau, qua lại với nhau. Như ông cha chúng ta dạy là một miếng khi đói bằng một gói khi no, thì đó mới thật sự là nghĩa tình đồng đọc. Mình thấy người ta khổ khó, mình đứng mình làm thinh, mình không ngó ngàng tới, mình không tìm cách để giúp đỡ người ta, thì như vậy đâu có tình nghĩa gì đâu. Nhất là sớm riền tối lửa tắt đèn có nhau, đó mới là tình nghĩa. Cho nên hôm nay chữ nghĩa này là nói chung là chúng ta phải thể hiện hết mọi thứ trong cái đạo nhân luân của mỗi con người chúng ta, thì đó là cái điều trước tiên, cái điều đầu tiên mà con người chúng ta cần thực hiện. Và đồng thời từ hiếu nghĩa này, nếu chúng ta nói rộng hơn nữa, theo tôn chỉ mà Đức Thầy đã dạy, Đức Thầy Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử rằng muốn làm xong hiếu nghĩa có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗ mới mong làm trọn. Như vậy thì chúng ta thì gọi Đức Phật Thầy là Đức Phật Thầy Tây An, còn Đức Thầy thì gọi Đức Phật Thầy Tây An là Đức Thầy Tây An, cũng giống như chúng ta gọi Đức Thầy là Đức Thầy. Cho nên mình hiểu cái khái niệm này bởi vì trong tôn chỉ thì Thầy dạy là Đức Thầy Tây An. Rồi có nhiều người thắc mắc là tại sao Đức Thầy lại gọi Đức Thầy Tây An là Đức Thầy, thì đó là danh xưng giữa Đức Thầy và Đức Thầy Tây An, còn chúng ta thì gọi Đức Phật Thầy Tây An, nó có khác nhau chỗ đó đồng đạo nha. Cho nên căn cứ theo cái chuẩn mực này thì Đức Thầy đã giới thiệu là Đức Thầy Tây An thở xưa. Thở xưa tức là Ngài đã khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương vào giai đoạn năm 1949 và năm 1956, thì lúc giờ Ngài đã viên tịch, thì chúng ta đã rõ vấn đề này. Thì Đức Thầy xác định Đức Phật Thầy Tây An thở xưa thường khuyến khích các môn nhân đệ tử muốn làm xong hiếu nghĩa thì có bốn điều ân, ta cần phải hy sinh gắn gỗi mong làm trọn. Cho nên từ cơ sở đó thì giờ này đồng đạo chúng ta trong đường tu của mình, tứ đại trọng ân là hiếu nghĩa đó. Chỉ cần chúng ta lo đền trả tứ ân, mình đền đáp gắn gỗ trọn vẹn, thì coi như là lúc này chúng ta làm xong hiếu nghĩa đồng đạo. Đây là điều trước tiên. Cho nên hôm nay nếu sống trong cõi đời này, nếu nói người đời, người đời thì có ba ân về phương diện vật chất: ân tổ tiên cha mẹ như chúng ta vừa bàn, thì bên cạnh đó còn ân đất nước, ân đồng bào nhân loại. Còn người tín ngưỡng tâm linh đối chúng ta thì có thêm một ân nữa, ân tam bảo phụ về phần tinh thần. Như vậy thì đạo nhìn xung quanh chúng ta, nếu như cái người không đền ơn tới cha mẹ thì chúng ta đã bàn rồi, còn một người mà không đền ơn đất nước thì sớm muộn gì người này cũng phải là đền tội với quốc gia dân tộc, đền tội với tổ quốc, bởi vì mình sống ngoài dòng pháp luật đồng đạo. Rồi một người mà không để đồng bào nhân loại thì người này sẽ bị cô lập trong cuộc sống. Cho nên hôm nay đây là điều cần thiết nhất mà mỗi đồng đạo chúng ta cần phải thực hiện trong tứ đại trọng ân. Đối với chúng ta là người tu thì thêm một cái ân nữa, ân tam bảo Phật Pháp Tăng. Càng cái ân này là chúng ta đã thụ vào cái phương diện tinh thần nhờ Phật Pháp Tăng mà khai mở trí óc chúng ta được sáng suốt. Như vậy thì câu giảng đầu tiên này, nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên, có nghĩa rằng nói gọn lại, con người sanh sống trong cõi đời này, mọi người phải lấy sự hiếu nghĩa làm đầu, và sự hiếu nghĩa này không ngoài tứ đại trọng ân mà Đức Thầy đã giải đắc rõ. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì Đức Phật đã căn dặn đắc rõ, Đức Phật đã giải đắc rõ, tức là nếu như người nào thọ trì theo phẩm báo tứ ân thì sẽ được siêu diệt sanh tử, có mặt trong Long Hoa Đại Hội và sẽ được giải thoát. Cái nơi đồng đạo, cho nên Đức Phật đã dạy là thượng báo tứ đại trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, trên thì lo đền trả tứ đại trọng ân, dưới không bao giờ thoát được ba con đường khổ. Bởi vì con đường chúng ta đi sau này, có thể chúng ta sanh vào súc sanh, sanh vào ngạo quỷ, sanh vào địa ngục, nếu như chúng ta là con người không tròn hiếu nghĩa. Và chính vì chúng ta lo tròn hiếu nghĩa, bốn đại trọng ân này chúng ta lo tròn, thì tin tưởng rằng chúng ta khi mình mãn kiếp này, ít nhất nếu không tu, ít nhất chúng ta cũng được sanh là một con người hoàn thiện hơn con người trong hiện tại.
Rồi cao hơn nữa, chúng ta sanh được về cõi trời, về cõi thần, hoặc giả là chúng ta được giải thoát, siêu diệt sanh tử, tức là ra khỏi sanh tử. Còn bằng ngược lại, một con người mà sống trong cõi đời này mà không đền trả tứ ân đó, thì tương lai chúng ta coi chừng chúng ta rơi vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục của đồng đạo. Cho nên đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thì đó là các cái yếu tố chính thức mà hôm nay mình thực hiện ở câu thứ nhất này. Rồi đồng thời với đền trả tứ ân thì câu thứ nhì Đức Thầy mới dạy là hành thiện, tri kinh, thị sĩ hiền. Vậy thì hành thiện là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết lửa tấm lòng trong sạch. Cho nên nếu nói về hành thiện thì đồng đạo chúng ta hành rất là tốt. Nếu nói hành thiện thì xin thưa đồng đạo là mình không còn nói được rồi. Tức là không còn nói thêm nữa, bởi vì giờ này đồng đạo chúng ta làm rất là tốt. Nhưng mà có một cái vấn đề hơi hụt hẳn trong sự hành thiện là gì? Đồng đạo hành thiện rất là tích cực, nhưng mà chúng ta tránh ác thì chưa có được tích cực, vẫn còn có một sự tiêu cực ở trong đó. Bởi vì đồng đạo hành thiện mà nhiều khi chúng ta cũng hành ác, chứ mình chưa hoàn toàn tránh ác. Trong khi Đức Thầy chúng ta đưa ra một cái khuôn mẫu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, rồi quyết rửa tấm lòng ở trong sạch mới đắc được đạo. Còn giờ này đồng đạo có hành thiện mà quý vị nhìn coi chúng ta có tránh tất cả các điều độc ác hay chưa, thì xin thưa đồng đạo, đến đây là mình thấy hụt hẫng lắm. Bởi vì hành thiện là mình có hành thiện, nhưng mà đồng đạo chúng ta vẫn còn hành ác, chứ chúng ta chưa hoàn toàn là chúng ta tránh ác đồng đạo. Cho nên hôm nay để đạt được kết quả hành thiện này, ngoài cái việc đồng đạo làm hết các việc từ thiện xã hội mà hàng ngày chúng ta đã và đang thực hiện, đây cũng là một cái nét tôn vinh trong đạo Phật giáo của chúng ta. Nhất là trong những ngày đại lễ này, đạo thấy đó, ngày hôm nay thì chúng ta thấy ở khắp nơi ở các ban trị sự có điều kiện thì đồng đạo phát gạo nè cho bà con nghèo nè, rồi phát nước nè, bánh trái nè, miễn phí. Và nhất là nổi cộm nhất là khi chúng ta về làng Hòa Hảo chúng ta, về tổ đình, về An Hòa Tự thì mọi thứ là đều gọi là miễn phí hết. Điều này đồng đạo làm rất tốt. Tuy nhiên chúng ta chỉ làm được chỉ có một cái điều thiện đặc trưng thôi. Còn những cái việc mà tôi vừa nói, chúng ta vẫn còn hành ác. Vì vậy cho nên để hoàn toàn hành thiện tránh ác, thì giờ này trong quá trình hành thiện, đồng đạo chúng ta phải chuẩn hóa lại bản thân của mình. Mình làm từ thiện làm sao mà thân chúng ta cũng thiện, khẩu chúng ta cũng thiện, ý chúng ta cũng thiện, thì đó mới thật sự là hành thiện đồng đạo. Bởi vì cũng có nhiều đồng đạo chúng ta làm từ thiện rất là giỏi, rất là tinh chuyên, nhưng mà bản thân chúng ta chưa hoàn toàn thiện. Nhiều khi mà làm từ thiện mà thân chúng ta vẫn còn sát sanh. Rồi nhiều khi làm từ thiện mà đồng đạo chúng ta vẫn còn đạo tặc. Đạo tặc trường hợp nào? Đạo tặc trường hợp chúng ta làm từ thiện, người ta đưa tiền cho mình làm không hết, hoặc giả mình làm một phần mình bỏ túi điên, hoặc giả là mình trục lợi, hoặc giả là người ta mình làm từ thiện mà mình thấy cái gì đó hơi dư ấy, chúng ta đem về nhà mình, thì phải đạo tặc không đạo? Tôi nói một cách nôm na thôi. Đồng đạo làm từ thiện cái nấu cơm hoặc là làm những cái công tác gì đó từ thiện, những cái vật dụng về nấu nướng, hoặc giả là quý đàn ông cũng vậy. Khi mà chúng ta mình nói ví dụ như bây giờ quý phụ nữ bên hậu cần, mình làm từ thiện rất là tốt, nhưng mà buổi chiều đó chúng ta thấy nó dư một số bột ngọt, rồi một số đường gì đó, cái chúng ta đem về mình làm mình ăn trong gia đình của mình, thì nếu nói về phương diện lý thuyết đó cũng hợp lý đồng đạo. Bởi vì cái của này là mình nói chung cũng có chung, mà mình nghĩ là có chung, nhưng không ngờ chúng ta lại phạm đạo tặc ở chỗ đó. Bởi vì của đó là của phục vụ từ thiện chứ không phải phục vụ gia đình. Hoặc giả là quý đồng đạo đàn ông chúng ta cũng vậy, khi mình có cầu mình các nhà từ thiện, cây chúng ta thấy có một cái cây này nó vừa là một cái cắn len cắn cuốc á, cây cắt nhà xong cái đem cây này cây về làm cắn len cắn cuốc, thì đó cũng là đạo tặc đó. Mình vẫn đạo tặc trong từ thiện, như vậy là mình vẫn còn làm ác. Hoặc giả là đồng đạo chúng làm từ thiện mà nhiều khi mình còn phạm vào tà dâm, thì điều này thì đồng đạo làm từ thiện không có phước quý vị. Vậy là không hành thiện đó. Mình làm từ thiện mà nhiều khi vẫn còn tà dâm, vẫn còn quan hệ bất chánh với vợ chồng con kẻ khác, thì điều kiện này chúng ta nên xem lại những hành vi của mình. Hoặc giả là chúng ta làm từ thiện thì đáng lẽ mình làm bằng cái tay, phải không, đâu có làm bằng cái miệng.
Nếu làm bằng cái miệng là cái miệng chúng ta kêu gọi, nói lời thánh thiện. Đằng này anh em làm từ thiện rồi, tập trung với nhau, cái nói lời này, lời đằng này nói vậy, lỡ đằng kia nói đằng khác, thì rõ ràng là việc từ thiện mình không có kết quả. Hoặc giả chúng ta làm từ thiện mình còn ý thị, hồi ơi chị làm sao bằng tối, tôi làm nhiều gấp 10 lần của chị á, chị cho tiền nhiều sao bằng tối. Hồi giờ này nó thiệt cái chị nha, mỗi cuộc đại lễ như thế này, mỗi cuộc vị lão là tiền của tôi không đó. Thì chỉ cần những câu nói đó thôi là chúng ta làm từ thiện bữa nay không có được gì trơn, mà có chừng chúng ta lỗ vốn. Hoặc giả là đồng đạo làm từ thiện, anh em làm từ thiện nóng tánh quá, chữ thề nạt nộ với nhau, nặng lời với nhau, cọc cằn với nhau, thì bao nhiêu đó thôi đồng đạo thấy, phước đâu không thấy, cái quả đồng đạo à. Chỉ cần lời nói chúng ta có những ác ngữ thôi, nói cái lời nặng nề, cái lời thô tục, chỉ ra chỗ khác coi, chỗ này để tôi làm, thì chỉ cần một câu nói đó thôi là chúng ta vừa phạm ý ngôn mà vừa phạm ác khẩu luôn đạo à. Cho nên những cái này rất là cần thiết. Hoặc giả là khi làm từ thiện như vậy, chúng ta nghe cái chuyện thiên hạ người ta nói, cái mình bắt chước mình nói theo, mình chuyển thông tin trong khi mình chưa có chánh kiến, thì như vậy mình phạm vọng ngữ rồi. Hoặc là mình đang làm từ thiện cái mình nói chuyện đằng đầu trên xóm dưới, chuyện đồng đạo ở Định Yên ở Định Hòa thế này thế kia thế nọ, thì làm nó làm đi, nói chuyện người ta làm chi vậy. Thì chính vì mình thời lai mình nói chuyện người ta nhiều quá, lúc bây giờ nó âm cái phước của mình xuống, thay vì chúng ta phước tăng nhưng mà bị cái miệng ăn hết đồng đạo à. Như vậy là chưa phải là hành thiện đó. Hoặc giả đồng đạo đang hành thiện, đang làm từ thiện mà trong tâm chúng ta còn ham muốn nhiều thứ quá. Mình làm từ thiện là buông bỏ đúng không? Mình vắng cái thân này vào công tác từ thiện, tiền bạc này đó làm từ thiện, thì người làm từ thiện không còn ham muốn, như vậy mới hợp lý. Còn đằng này chúng ta đem cái thân làm từ thiện, tiền bạc làm từ thiện mà chúng ta còn ham cái này, ham cái nọ, ham cái kia, thì coi như là không được đồng đạo. Mình làm từ thiện đâu phải để mong làm giàu đúng không? Nếu mong làm giàu ra ngoài làm ăn làm giàu. Còn làm từ thiện là chúng ta cầu phước, chứ không phải làm từ thiện để cầu mong được làm giàu đồng đạo. Còn chúng ta làm từ thiện ơn trên ông bà trời Phật độ, chúng ta làm ăn trúng mùa được làm giàu thì tốt. Mình không mong, cái điều là không mong. Bởi vì sách xưa ông cha chúng ta cũng dạy rằng đó, tiền bạc ông trời cho không thấy mà ông trời lấy không hay. Cái khái niệm này đồng đạo nên nhớ giùm tôi đồng đạo. Mà thật sự điều này quý vị đã kinh nghiệm hơn tôi rồi. Nhiều khi mình hiền hậu, mình làm từ thiện tối ngày, cái ông trời cũng cho mình ăn, cái mình làm khơi khơi vậy đó, mình trúng mùa. Không cần tham, không cần ham muốn đâu, mà tự nhiên trúng mùa, tự nhiên có tiền hả? Phải không đồng đạo? Điều kiện này bản thân tôi đã cảm nhận rồi quý vị. Cho nên quý vị cứ an tâm, đừng có ham. Chúng ta tham là thâm, tham nó thâm, tham là tội, mà chúng ta đừng tham. Tự nhiên quý vị cứ làm từ thiện đi, tự nhiên cái trời đãi chúng ta, Phật đãi chúng ta, các vị thần đãi chúng ta. Thì điều kiện này đồng đạo chúng ta xuyên qua cuộc sống một chút thì đồng đạo thấy. Rồi tiếp theo nữa đi, hôm nay đồng đạo làm từ thiện mà tánh còn mình, tánh tình của mình còn nóng nảy quá, vậy mình có làm thiện đâu. Mỗi khi tánh mình nóng thì Đức Thầy đã dạy là tỷ như con cọp dữ trong rừng, gặp thịt toan cáo xé tưng bừng, phân từng mảnh mà là thỏ giả. Vậy thì có làm thiện đó là mình đang làm ác, mà không phải ác bình thường, ác như con cọp đồng đạo, mà là cọp dữ nữa. Ai thử coi. Vậy thì bữa nay làm từ thiện cả ngày, cả tuần, cả tháng, chỉ cần chúng ta nổi sân một lần thôi. Một tháng nổi sân một lần, một tuần nổi sân một lần, một ngày nổi sân một lần là không còn miếng phước đồng đạo. Có làm thiện ngày nào đâu, có làm thiện tuần nào đâu, có làm thiện tháng nào đâu. Làm thiện xong về nổi sân, giận lên, phải không đồng đạo? Đỏ tay tím mặt, nói một cái lời không đúng đắn thôi, thì bao nhiêu công đức không còn đồng đạo. Cho nên những cái này là những cái quan trọng để chúng ta tích được cái công đức của mình. Công đức chúng ta làm, chúng ta tích, chúng ta đừng có tán. Cho nên quý vị phải cố gắng. Tôi thấy anh em làm từ thiện tốt lắm, nhưng mà giờ này anh em cũng còn tánh nóng dữ lắm đồng đạo. Cái điều này không phải là dễ đâu, khi bản thân tôi còn nóng nghe đồng đạo à. Phải không quý vị? Mình phải thật sự nói với nhau nghe, phải không? Cho nên giờ này chúng ta làm là làm, nhưng mà mình đừng có giận, đừng có nóng, dằn tâm dằn xuống một lúc, khỏi lo cả ngàn ngày. Cho nên việc gì đáng nhịn thì nhịn, việc gì đáng răng thì răng. Nếu chẳng nhịn chẳng răng, việc nhỏ quá ra to, bao nhiêu phiền não cũng do sự nhẫn nhịn mà ra cả, mà người xưa đã dạy rất rõ. Do đó quý đồng đạo làm từ thiện, đồng đạo nhớ đừng có nóng. Nóng tánh là cái như là chúng ta bao nhiêu công đức của mình đó, nó thả sông thả biển. Chúng ta làm từ thiện công đức của mình như rừng vậy đó. Chỉ cần một cơn nóng giận thôi là chúng ta tự mình châm lửa đốt cái rừng công đức của mình.
cuối cùng không có đâu mà hưởng quý vị, phải không đồng đạo? Hoặc giả là cuối cùng là giờ này làm từ thiện mà đồng đạo chúng ta còn mê tín, còn linh nghiệm, làm từ thiện mà trong nhà chúng ta còn thở đĩa thần tài, rồi chúng ta còn thở hên xui, tới là tháng giêng sau mùa Tết rồi mình sợ năm nay năm bị tam tai năm tuổi, rồi chúng ta nghe những ông thầy bà cô đón mò cho rằng năm nay xui lắm, phải cúng cái này, phải cúng cái kia, phải cúng cái nọ, chúng ta làm từ thiện mình còn dị đoan mê tín thì xin thưa đồng đạo không kết quả đồng đạo ạ. Cho nên tự trung lại hành thiện ở đây để đạt được kết quả rốt ráo thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hành được thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là những điều cơ bản nhất để giúp cho chúng ta trở thành con người hoàn toàn thiện, hoàn toàn lành. Mà nếu như trong đường tu của mình đồng đạo còn 10 điều ác, tôi nói 1 trên 10 thôi, bao nhiêu đó là chúng ta cũng không có phước nữa, đừng nói chi mà mình còn y 10 điều ác. Vì vậy nên khi bàn đến đây rồi mọi đồng đạo chúng ta tôi kiểm tôi, quý vị ngồi kiểm đồng đạo đi, mỗi đồng đạo tự kiểm đi. Ở hội trường này chắc không ai dám nói là ông ơi tôi không còn điều ác nào, không có đâu. Quá hoặc nhiều, bản thân tôi vẫn còn ác đồng đạo. Mỗi khi mình nhìn mình, nhiều khi mình rất là thổ thẹn với mình, bởi vì mình nhìn cái thân mình, nhìn cái khẩu mình, mình lắng lòng nghe lại cái tư duy của mình thì thật sự đồng đạo mình vẫn còn ác đó. Nhưng mà đỡ một điều là ác ít thôi, ít hơn người ta. Hoặc giả là mình biết ác, mình tìm cách để mình diệt trừ ác ở bản thân của mình. Có nghĩa là mình biết được mình bệnh. Cái quan trọng là chúng ta biết mình bệnh, chứ chúng ta đừng có giấu bệnh. Biết bệnh thì có điều kiện để chúng ta hết bệnh. Còn nếu như đồng đạo giấu bệnh, mình không thấy được cái ác của mình, thì lúc bây giờ coi chừng chúng ta bị nó đầu độc, nó giết mình liếc lần liếc hồi, và cuối cùng thì chúng ta không đạt kết quả. Thì đó là những yếu tố căn bản nhất trong vấn đề hành thiện đó. Cho nên hôm nay hành thiện mà nếu thiếu đi cái từ trí kính thì chúng ta đâu có hiểu nãy giờ đúng không? Vì vậy Đức Thầy giải là trí kính, chữ trí là biết. Chữ kinh ở đây nó đủ là kinh điển, nó đủ là sấm kinh, nó đủ là sấm giảng thi văn toàn bộ lời Đức Thầy. Lời Đức Thầy là kinh, cho nên Đức Thầy đã giới thiệu rồi. Nam Mô Thích Ca Như Lai Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền roi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tạ. Mà trong quyển phiến thiện Thầy đã dạy. Vì vậy nên kinh ở đây, xin thưa đồng đạo, đó là sấm giảng thi văn toàn bộ là Đức Thầy. Từ cơ sở đó đồng đạo chúng ta mới nhìn nè, mình mới nhích rút kinh nghiệm. Vậy thì trong một cái nhóm đồng đạo làm từ thiện, ví dụ cái nhóm này có 10 cô, nhóm bên kia là có 10 đồng đạo nam, thì đồng đạo hình dung trong cái nhóm này cái người nào mà tri kinh, người nào mà học tôn chỉ, người nào mà có thuộc giảng thầy, thì người này làm từ thiện rất là tốt, ít có sân si, ít có tính toán, làm từ thiện thì luôn luôn vui vẻ hài hòa để đạt kết quả. Còn thường là những đồng đạo làm từ thiện mà còn sân si, còn tính toán, còn hơn thua đó, thì phần nhiều là những đồng đạo không có tri kinh, làm từ thiện không thuộc giảng thầy, không thuộc tôn chỉ. Cho nên lúc bây giờ có làm không có hưởng đồng đạo. Giữa một người mà làm từ thiện mà người này biết nhiều về kinh sách, nó cũng đỡ hơn cái người làm từ thiện mà không biết tri kinh đồng đạo. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta ngoài việc từ thiện ra thì mình phải dành cái thời gian để ôn học là Đức Thầy, nhất là tôn chỉ hành đạo. Theo kinh nghiệm của mình đồng đạo, tôn chỉ Đức Thầy dạy rõ lắm. Mà hôm nay tu đạo Phật giáo và hảo đồng đạo không thuộc tôn chỉ, không biết về tôn chỉ thì coi như là chúng ta tu mù đó. Dầu cho đồng đạo cúng lại cỡ nào đi chăng nữa, làm từ thiện nhiều chăng cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta không biết tôn chỉ thì coi như là chúng ta dừng chân tại chỗ, không đạt kết quả. Vì vậy cho nên khái niệm tri kinh là một khái niệm quan trọng mà Đức Thầy thường dạy chúng ta là khá trí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền ám phong ba. Hôm nay chúng ta tu để trau sửa bản thân mình thì phải có một cái bản đồ, có kim chỉ nam, phải có lời lỗi, phải có công thức, phương thức thì chúng ta mới thực hiện được. Như vậy thì lời Đức Thầy là khuôn vàng thước ngọc, lời Đức Thầy là bản đồ, lời Đức Thầy là con đường tuyệt vời, lời Đức Thầy là những tri thức, những công thức, những phương thức. Chỉ cần mỗi đồng đạo chúng ta học được Đức Thầy thì đồng đạo chúng ta sẽ phát hiện được những cái điều hay, những ý đẹp, để rồi chúng ta nương vào điều hay ý đẹp đó mà chúng ta thực hiện trong đời tu của mình. Nếu như tôi không có tri kinh thì tôi đâu có đủ điều kiện đứng đây để chia sẻ đồng đạo nãy giờ đúng không? Nếu không tri kinh
thì mình nghĩ là chỉ vác cái thân này làm từ thiện thôi, còn nó sân si, nó nói năng lộn xộn trong tâm ý đến hành động ngoài thì kệ nó, đâu có quan tâm. Thì từ chỗ mà chúng ta không quan tâm, không quán triệt, thì lúc bây giờ làm không có hưởng. Cho nên cái người làm từ thiện, người này phải biết về kinh sách, phải học đọc lời đức thầy thì mới đạt được kết quả. Và khi đồng đạo chúng ta vừa làm từ thiện, hành thập thiện nghiệp rồi, chúng ta giờ này mình cũng biết được kinh sách rồi, hiểu là đức thầy rồi. Căn bản cái hiểu ở đây không phải buộc đồng đạo học thuộc lòng hết quyển giảng đức thầy, bởi thật sự ra quyển giảng đức thầy mà giờ này kiếm một người học thuộc lòng hết quyển giảng đức thầy rất là khó. Chỉ cần đạo chúng ta nắm vững, học qua, biết, hiểu rồi chúng ta thuộc một số điều cơ bản trong các pháp tu, mà đại để là chúng ta cần phải thuộc về tôn chỉ để chúng ta áp dụng ở trong cuộc sống. Nhiều khi mình thuộc mà mình còn phạm, mình làm không đúng, còn quý đồng đạo chúng ta không thuộc, không biết gì hết trơn, thì mình làm sai đúng rồi đồng đạo. Cho nên xung quanh những việc hành đạo, những việc tang chế, những việc ứng xử thì sở dĩ chúng ta rớt đó là do chỗ này đồng đạo. Tôi nói ví dụ bây giờ con mình ở nhà, hồi đó giờ do cái bản ngã đúng không, cho nên con mình nó sai lầm thì mình đâu có nhịn đâu đâu, mình chửi, mình rầy, bởi mình đã nghĩ là con là do mình đẻ ra, mình nuôi nó lớn khôn, mình có quyền đúng không. Thì từ ở chỗ mình chửi, mình rầy, mình mắng, mình nhiếp nó, thì lúc giờ mình tạo một cái khoảng cách giữa mình và nó càng ngày càng xa nhau, mất đi cái thiện cảm, phải không? Từ chỗ mất thiện cảm đó rồi lúc giờ chúng ta còn tạo cái ác cảm, rồi tạo cái nghiệp. Còn giờ này nhờ chúng ta tri kính, học là đức thầy, cái khi mà con mình nó giận hồi đó thì chửi nó, nhưng mà bữa nay không có chửi đâu, bởi bữa nay cái nhớ lại con nó giận, cái nhớ lại câu giảng thầy là lỗi lầm, đừng cho có hùng hào, đừng chửi, đừng đũa, đừng cào, đừng bươi, đem lời hiện đức tốt tươi đặng mà giáo hóa vạn mười chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt chước xạ dần mới là. Khi mà nhớ đến đây cái nó nhẹ xuống liền, không có chửi nữa. Lúc giờ nhẹ, mình chửi là cãi là thầy sao? Thì lúc bây giờ mình mới dùng cái từ nhỏ nhẹ mình khuyên con mình, thì từ cái lời nhỏ nhẹ khuyên con mình thì mình hưởng được cái quả trái. Con mình nó nghe, nó hiểu, nó thông cảm, nó thương mình, thì lúc bây giờ mình tạo cái sự thân thiện với con mình. Bởi vì có thân thiện mới giáo hóa được, ác cảm là không bao giờ giáo hóa. Và đồng thời mình cũng không tạo cái nghiệp. Vậy như vậy thì phải nhờ lời đức thầy không? Rồi anh đằng sớm cũng vậy, mỗi khi đi đâu về nhà đằng sớm anh chửi mình là mình chửi lại. Anh la mình la lại, bởi vì mình đâu có thua ai đồng đạo, phải không? Đây là những cái đặc tính tự nhiên của mỗi con người chúng ta, tức là cái bản chất bảo thủ, những cái ý tưởng sinh tồn mỗi con người chúng ta. Khi mà người ta đụng tới mình, ta làm hại mình thì mình đâu có thua người ta, nhưng mà hôm nay tôi vừa thua. Khi đi kinh nghe thầy dạy ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu tù quán. Thì khi đã lỡ mà chúng ta tri kinh một đoạn giảng này, cái mình nhẹ liền, ô kệ đi, ai chửi mình giả điếc. Lúc đầu thì giả điếc, nhưng mà từ chỗ giả điếc đó rồi chúng ta lấn động tư duy, lúc bây giờ chúng ta tâm mình an. Phải mà mình không giả điếc thì tâm mình đâu có an, tức quá không, bức đức, bực bội. Mà nếu bức đức bực bội như vậy có hại không đồng đạo, có lợi không? Không có lợi mà hoàn toàn có hại. Hại cho sức khỏe, hại cho uy tín, rồi hại cho nhân phẩm của mình. Còn bằng ngược lại, nếu như mọi đồng đạo chúng ta lúc giờ tri kinh nhờ là đức thầy giúp cho chúng ta dằn được cái cơn giận của mình, thì đó, chúng ta rất là tốt, rất là an nhiên ở trong cuộc sống đồng đạo. Như vậy thì hàng nghìn hàng vạn câu giảng như vậy là những cái liều thuốc, lời đức thầy liều thuốc để lành mạnh quá nhân tâm của tất cả đồng đạo chúng ta. Tôi nói luôn cả cái đạo chồng vợ cũng vậy đồng đạo. Hầu đó mà chưa tu nó lục sục, ông nói thì chồng cãi lại, mà chồng nói thì ông cãi lại. Mà thường đồng đạo chúng ta có câu là khắc khẩu. Cha mẹ nói hai vợ chồng mày hồi đó khắc khẩu, hai vợ chồng con khắc khẩu, cho nên chồng nói vợ không có nhịn, mà vợ nói thì chồng không nhịn. Nhưng mà đến đạo Phật giáo hòa hảo không có gì khắc khẩu hết trơn, không khắc khẩu. Bởi vì đến đạo Phật giáo hòa hảo là chúng ta được so dịu bởi cái tình từ bi đức thầy, chúng ta được tưới tẩm bởi giáo lý tình thương đức thầy. Cho nên đến với đạo Phật giáo hòa hảo chỉ cần nghe lời đức thầy dạy là đạo chồng vợ thuận hòa đến thác, hoặc giả là ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Thuộc cái này kê chúng ta nhẹ, đã thầy không có cho gây gỗ, phải không? Trong điều nó cấm thứ nhì, mà chẳng lẽ bây giờ mình gây gỗ sao đồng đạo? Mà đồng đạo mà quên cái đoạn giảng này là tới công chuyện liền đó, quên đoạn giảng này là chúng ta gây gỗ liền. Mà đồng đạo nhớ đoạn giảng này thì giống như thầy đang chen vào đó,
để làm chúng ta dịu mát những cái cơn nóng trong lòng của mình, thì từ cái cơ sở đó đồng đạo chúng ta sẽ hiền lành, sẽ dễ chịu đồng đạo. Hầu đó chúng ta bước ra đường gặp cái người khổ, người nghèo, đâu có quan tâm. Phải không đồng đạo? Ai khốn cùng thì mà đắc trời xe đâu quan tâm. Nhưng mà giờ này khác rồi. Nhờ học lời Đức Thầy, ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp dụng, trên lúc bây giờ gặp người ta khổ không có làm ngơ được đồng đạo, mà lúc bây giờ mình sẵn sàng giúp đỡ người ta. Cho nên nhờ lời Đức Thầy giúp cho chúng ta tinh tấn hơn, thực hiện tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tôi chỉ đưa ra một số câu giảng thôi để chúng ta thấy được một cái tính thực tế mà hôm nay chúng ta thuộc giảng Thầy. Và đồng thời hành thiện trí kính là nhân. Cho nên cái nhân này chúng ta đạt được ba cái từ sau cùng, đó là thị. Chữ thị lãi, sĩ hiền. Cái chữ sĩ là học trò. Kính thưa đồng đạo, chữ sĩ là học trò, và chữ hiền là học trò hiền. Nếu đồng đạo chúng ta hành thiện trí kính thì chúng ta sẽ trở thành học trò hiền của Thầy, học trò cưng của Thầy đồng đạo. Cho nên thật sự là muốn trở thành học trò hiền của Đức Thầy không phải là dễ. Không đồng đạo, cho nên đây cũng là một cái tiêu chuẩn. Vì vị thấy ngày xưa trong đệ tử của Khổng Tử gồm có Tam Thiên Đầu Đệ, Thất Thập Nhị Hiền. Thì lúc bây giờ Đức Khổng Tử có 3.000 đầu đệ. Trong 3.000 đầu đệ này chỉ có 72 ông hiền thôi. Và trong 72 ông hiền này, cái người hiền mà đệ nhất đó, được Đức Khổng Tử chấm điểm thì chỉ có một người thôi, tức là Thầy Nhan Hồi, là học trò hiền. Cho nên hôm nay Đức Thầy cũng dạy là nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm, thi cơ hàng mà được danh thơm hơn phúi ngỡ bả lợi. Vì vậy cho nên hôm nay để trở thành học trò hiền Đức Thầy cũng là một cái bậc hiền trong cái cuộc sống, đạt được cái tiêu chuẩn sau này. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới khẳng định rất rõ, cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Vì vậy nên muốn trở thành người hiền được Đức Thầy tìm kiếm thì giờ này đồng đạo phải hành thiện tri kinh, phải đền trả tứ ơn. Hai câu giảng đầu tiên này chúng ta được cái móc ngoặt. Rồi chẳng những được Đức Thầy tìm kiếm người hiền mà chúng ta còn được Đức Phật A Di Đà tìm kiếm. A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm người hiền đức đồng đạo. Cho nên Đức Phật A Di Đà cũng đang tìm kiếm hiền đức nè. Vì vậy cái người hành thiện mà không tri kinh, hoặc giả tri kinh mà không hành thiện thì chưa phải là người hiền. Chẳng những Đức Phật A Di Đà tìm kiếm, bên cạnh đó Đức Thầy còn giới thiệu thêm Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Cho nên đồng đạo mà thực hiện được đến nay, khi mà chúng ta gặp Diêm La Vương đó, lúc bây giờ bình thường gặp Diêm La Vương thì Diêm La Vương kêu thẩm phán mở cái cuốn sổ gọi là cuốn sổ bình sanh công với tội, chờ nơi thẩm phán sẽ cung khai, phải không, để coi coi người này tội ác như thế nào, để tiện cái bời đó là tức là thưởng hay phạt. Còn nếu như một người mà đến đây mà người hiền rồi, lúc giờ gặp Diêm La Vương không có cần mở cuốn sổ sanh tử ra đâu, mà lúc bây giờ chúng ta trở thành người bạn thân của Diêm La Vương, là bạn thân, là khách mời, bởi chúng ta là người hiền đồng đạo, phải không? Mình phải nhận định đúng điều đó để đồng đạo chúng ta ráng. Và đồng thời khi đồng đạo trở thành người hiền thì coi như là chúng ta khỏe rồi, lúc bây giờ nhân đạo đã hoàn thành. Coi như là đến đây là mỗi đồng đạo chúng ta đã có một cơ hội vàng để được gặp Thầy. Cho nên nếu như đồng đạo không thực hiện được hai câu giảng này mà chúng ta muốn gặp Thầy thì không thể. Nhớ kỹ là không thể. Bởi vì Đức Thầy dạy là hiền lành. Chừng ấy xuống dậy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân, thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có là hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên đồng đạo. Lúc bây giờ chúng ta sẽ sống đời thượng nguyên, chúng ta sẽ được làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình. Cho nên đây là cái tiêu chuẩn để đồng đạo chúng ta được làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình như Đức Thầy đã dạy trong cái bài Thay Là Tựa của Ngài đó. Cho nên đồng đạo chúng ta ráng nha. Điều này nói thì trên phương diện văn chương rất là dễ, nhưng mà về phương diện thực hành thì không phải là dễ đồng đạo. Và đồng thời đạo chúng ta chẳng những dừng ở một cái đạo nhân lưng là một cái con người hiền đức, mà đạo chúng ta có một cái triết lý hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Cho nên ngoài trở thành người hiền ra, có đủ điều kiện dự hội, thì Đức Thầy dạy luôn câu giảng thứ ba, đó gọi là kiếm huệ phi tiêu đoàn chức nghiệp. Như vậy thì kiếm huệ gọi là trí huệ,
Kiếm huệ xuất phát từ kinh Duy Ma Cật, gọi là vĩ trí huệ kiếm, phá phiền não thật. Tức là dùng gươm trí huệ để diệt giặc phiền não. Bởi vì nếu nói về kiếm huệ, tức là trí huệ, thì thường phân làm ba thể loại. Nếu nói chúng sanh ở trong bóng đêm vô minh tâm tối, thì kiếm huệ dụ cho ánh sáng, giống như Đức Thầy dạy là khai ngọn đuốc từ bi trí thiện tìm con lành giác lại Phật đường, hoặc là soi từ đài cát xá liều cho người trụy lạc biết điều nghĩa nhân. Cho nên ánh sáng trí tuệ sẽ soi bóng đêm. Vì vậy trí tuệ để soi bóng đêm thì lúc bây giờ là dụ, dụ cho ngọn đuốc, dụ cho ánh đèn, dụ cho vầng trăng nhật nguyệt. Rồi yếu tố thứ hai, nếu chúng sanh ở bờ mê thì trí huệ sẽ được các vị Phật và Đức Thầy chúng ta ví như là thuyền Bát Nhã. Giống như Đức Thầy giới thiệu là thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Vì vậy nên nói đến thuyền Bát Nhã thì chúng ta hiểu đây là trí huệ đáo bị ngạn. Trí huệ có một công năng đưa chúng ta từ bờ mê thống khổ này sang bờ giác. Và cái thứ ba, trí huệ này để dùng diệt giặc phiền não, diệt tam bành lục tặc, thì Đức Thầy dạy là mài gươm trí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần cấp giữ sắc không. Thì trí huệ này được ví dụ là một thanh bảo kiếm. Cho nên đây Đức Thầy dạy là kiếm huệ là Đức Thầy chỉ cho trí tuệ sắc bén của chúng ta. Nếu có được trí tuệ, chúng ta mới có được kiếm huệ, kính thưa đồng đạo. Và khi có được kiếm huệ rồi thì Đức Thầy dạy là phi tiêu. Cái chữ phi là bay, chữ phi là lỗi, chữ phi cũng là không. Nhưng mà chữ phi qua đoạn giảng này thì theo chúng ta hiểu về từ Hán ngữ gọi là nhất tự lục nghi, thì mình dựa vào án văn mà để chúng ta áp dụng từ ngữ. Bởi thầy viết bằng tiếng Việt chứ phải thầy mà viết bằng chữ Nho nó dễ, bởi chữ Nho thì chữ nào nghĩ đó. Và đồng thời từ cơ sở đó thì chữ phi này có nghĩa là bay, giống như mà chúng ta dùng cái từ là phi cơ đồng đạo, phi phi bỗng xuất hiện Quỳnh Lâu đó. À, mà Đức Thầy giải rất rõ, dụng lối ba nhà đã đặt hồng. Và Đức Thầy dùng chữ tiêu, tiêu là mất, giống như mình nói một câu phương ngữ đi mất tiêu rồi, ăn là sáng giờ tiêu hết rồi đồng đạo, trên chữ tiêu là mất đó đồng đạo. Vì vậy nên phi tiêu là bay mất. Bay mất cái gì? Đoàn chướng nghiệp. Đoàn là số đông, chướng là trở ngại, chướng nghiệp là những cái nghiệp chướng đã trở ngại. Giống như Đức Thầy dạy chúng ta là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Vì vậy cho nên chướng nghiệp là nghiệp chướng. Giống như đoạn khác thầy dạy là nghiệp chướng lăn lòn hải sát thân đó, chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, hoặc là vướng nghiệp trần hoàng bể quả nhân gây ra kiếp số chịu phong trận. Cho nên đồng đạo mà chúng ta nghe đến cái từ chướng nghiệp là chúng ta sợ đúng không? Ai cũng sợ chướng nghiệp hết, nghe đến nghiệp chướng đến với mình ai cũng sợ. Từ cái nghiệp chướng này nó sẽ làm cho chúng ta đau ốm nè, bệnh hoạn nè, rồi làm cho chúng ta không hạnh phúc nè, bất hạnh nè, rồi không có tiền của nè, rồi là nhà tan cửa nát nè, vân vân mọi thứ. Thì hoàn toàn những yếu tố đó hoàn toàn là do chướng nghiệp mà ra. Một đời sống con người đau khổ hạnh phúc thì hoàn toàn do chướng nghiệp nó chi phối. Nếu như con người được có nhiều thiện duyên nghiệp lành, người hạnh phúc lắm. Mà nếu con người bị chướng nghiệp chi phối thì con người đau khổ lắm. Rồi đồng thời người tu chúng ta cũng vậy đồng đạo. Nếu người tu mình tu hành mà chúng ta bị nghiệp chướng nó xen vào, nó ngăn cản, thì xin thưa đồng đạo chúng ta tu rất là khó đắc đạo. Cho nên tu là chúng ta phải vượt qua cái nghiệp chướng mới đắc được đạo. Còn nếu đồng đạo chúng ta không vượt qua những cái nghiệp chướng mà muốn đắc đạo thì đây là điều cực khó. Thì đấy là chúng ta muốn nói ở một góc độ về cái từ chướng nghiệp. Vậy thì qua câu giảng này Đức Thầy dạy là kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, có nghĩa rằng đồng đạo chúng ta phải tu như thế nào đó để chúng ta có được trí tuệ. Có được trí huệ thì khi có được trí tuệ, có được trí huệ thì lúc bây giờ chúng ta mới tiêu trừ nghiệp chướng đồng đạo, mới tiêu được cái đoàn chướng nghiệp. Cái nghiệp giàu có nhiều có nào, có nhiều đời nhiều kiếp có nào, Đức Thầy dùng từ đoàn là nhiều. Nhưng mà chỉ cần có trí huệ hay là trí tệ thì chúng ta sẽ giải quyết được dứt khoát vấn đề này. Vậy thì trong đời sống thường nhật cái mỏ đồng đạo chúng ta, mình đã trải qua nghiệp chướng rồi, thì giờ này khi học đến đây là đồng đạo chúng ta biết rằng đây là một cái phương pháp vững trải trong Bồ Tát hạnh đồng đạo. Bởi vì trí tệ là một trong lục độ vạn hạnh, bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định và trí tệ. Và đồng thời khi đạt đến đây thì lúc bây giờ mình là Bồ Tát,
đạt hạnh Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì sao? Chúng sanh thì sợ là sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Cho nên khi mà Bồ Tát muốn làm điều gì thì Bồ Tát sợ lắm. Khi gieo nhân là Bồ Tát đã lọc lừa, đã chọn lựa. Bồ Tát không dám gieo những cái nhân bất lành. Còn chúng ta thì lúc mà gieo nhân chúng ta không quan trọng. Ớt, cây gì chúng ta cũng gieo hết đồng đạo. Nhưng mà khi hưởng cái quả thì chúng ta than trách: ôi ơi, sao tôi khổ như thế này? Tại sao trời Phật không thương tôi? Tại sao anh không thương tôi? Mẹ tôi không thương tôi, sớm làng không thương tôi, con không thương tôi. Nhưng mà thật chất là tại mình đang đầu độc mình, mình đang hại mình. Chứ trên đời này làm gì có chuyện mà trời Phật không thương mình, làm gì có chuyện người khác hại mình. Dầu rằng người khác hại mình, nhưng mà đó là cái nghiệp đó. Vì lý do đó giờ này khi đồng đạo có được chướng nghiệp, vì lý do đó khi giờ này đồng đạo có được cái trí tuệ, thì chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề này. Cho nên yếu tố quan trọng nhất của bạn ở đây, đây là chúng ta đi sâu vào Phật lý rồi. Muốn đạt được trí tuệ không phải là dễ đồng đạo. Do đó cho nên giờ này muốn đạt được trí tuệ thì cái thứ nhất là chúng ta phải mồi qua cái ngọn đuốc trí tuệ Đức Thầy. Mà khi đồng đạo mồi qua trí tuệ Đức Thầy, chúng ta mượn vốn đó, mượn vốn Đức Thầy. Giống như Đức Phật ngày xưa dạy: này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, này các người hãy lấy giáo pháp của ta mà làm đuốc, này các người không tìm cầu điều nào ngoài giáo pháp của ta. Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta đã đưa ra cái con đường đạt trí tuệ. Đó là Đức Thầy đưa ra những cái lời dạy của Ngài, bao nhiêu tâm não gốc tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm năm khắp cùng. Vì vậy nên đồng đạo muốn đạt được cái trí tuệ thì yếu tố quan trọng là chúng ta phải thông qua gọi là văn tư tu. Như Đức Thầy dạy: nay đừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo gió thỏ đằng dê. Tôi và quý vị chúng ta đang sống đây giống như chúng ta sống trong đường mê đồng đạo. Nhưng may thay hôm nay Đức Thầy đã ra đời, đã dọn sẵn con đường. Cho nên Thầy mới dạy là trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Vì vậy chỉ cần đồng đạo chúng ta nương theo lời Đức Thầy, nương theo cái ngọn đuốc từ bi trí thiện, thì tin tưởng rằng từ từ chúng ta dựa vào ánh sáng từ quang Đức Thầy, từ từ chúng ta sáng. Cũng như mà chúng ta học giảng Thầy ở chỗ chi kinh hồi nãy, hầu đó thì mình đâu có biết tội phước đúng không? Hầu đó có biết tu hành gì đâu đồng đạo, chỉ biết ăn chay, chỉ biết niệm Phật, biết cúng lạy, đâu có biết gì đâu. Nhưng mà giờ này chúng ta mỗi ngày học một câu giảng Thầy, thì chúng ta mình nói một câu phương ngữ là chúng ta khôn lên đó. Mình khôn lên nó thấy, hồi đó đâu có biết đâu. Nhưng giờ này mình biết đó, biết cái điều này tội lỗi không có làm nè, biết cái này là nghiệp nè, biết cái này là công đức nè, biết cái này là những cái điều phi đạo đức nè, những cái điều Thầy cấm nè. Thì từ chỗ đó từ từ thì đồng đạo chúng ta sẽ sáng lên đồng đạo. Có rất rất nhiều quý đồng đạo của mình trình độ văn hóa không có cao, phải không? Nhưng mà nhà học giảng Thầy, tiếp cận lời Đức Thầy, nghe lời Đức Thầy nhiều quá tự nhiên nó sáng đồng đạo. Ai thử coi học trình độ của lớp 1, lớp 2, phải không đồng đạo? Chữ A, chữ B không biết đường đọc nữa. Nhưng mà nhờ hàng ngày học là Đức Thầy, lúc đầu đánh phần từ chữ, nhưng mà cuối cùng rồi đọc giảng thì lưu lót, chẳng những lưu lót mà thuộc lòng luôn đồng đạo. Có gì đồng đạo phe với tôi, chú Tâm ơi, hồi đó tôi học ở lớp 2 đâu có biết chữ đâu. Coi như là do chinh chiến, rồi do gia đình nghèo quên chữ đó. Nhưng mà từ ngày tu hành đến giờ tập đọc giảng Thầy, mà giờ này tôi thuộc được mấy cái bài giảng đó chú Tâm. Rồi tôi nghe nó tôi mừng đồng đạo. Thì đấy là những dấu hiệu để chúng ta bắt đầu phát huy trong cái quá trình chúng ta học giảng Thầy. Và cái tiếp theo nữa, khi mà chúng học xong rồi, muốn có được trí tuệ, đồng đạo chúng ta phải tư duy, mình phải nghiền ngẫm đồng đạo à. Bởi vì cái bộ não con người chúng ta, đồng đạo phải buộc làm việc mới được. Nếu đồng đạo không cho nó làm việc, không có tư duy, không có suy nghĩ, thì nó sẽ chai lì đồng đạo. Cái gì trên thế gian này xài nó mòn, xài nó mất. Nhưng mà trí não con người chúng ta xài chừng nào, nó sáng chừng đó. Bởi vì mỗi con người chúng ta, mình nói dễ hiểu là mình có một cái viên ngọc quý. Nhưng mà viên ngọc quý này đồng đạo không mài, đồng đạo không dũa, thì viên ngọc này thành viên ngọc đá. Tức là mình không có tập suy gẫm, không có tập nghiên cứu, thì lúc bây giờ nó chai lì, đâu có phát huy được ánh sáng. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là ngọc nhờ lao, ngọc mới rạng ngời, kim mài dũa, kim kia mới bén đồng đạo. Đức Thầy muốn nói cái bộ não của mình đó, nhờ hàng ngày mình mài, mình chùi, mình mượn lời Đức Thầy, mình học, mình đọc, mình tư duy. Mà đồng đạo hình dung coi, khi đồng đạo chưa đọc giảng, đồng đạo đâu thắc mắc đúng không? Nhưng mà khi học giảng Thầy, bắt đầu chúng ta thắc mắc à. Ủa Thầy dạy này làm sao ta? Thầy dạy kia làm sao mình không hiểu? Thì từ trạng thái thắc mắc, không hiểu, tư duy, đầu tư, rồi chúng ta tìm những người thiện hữu tri thức.
rồi tìm đồng đạo mình, những người đi trước, những người có học, để chúng ta nhờ những người đó giải nghĩa cho mình hiểu, tiếp cận những người đó, thì tự nhiên cái viên ngọc chúng ta tự ngày nó sắp sáng, đồng đạo nó sáng, thì đó gọi là tư huệ đó. Rồi từ trạng thái tư huệ đó, khi nó sáng rồi, lúc bây giờ chúng ta đã hiểu rõ cái đường đi nước bước rồi, thì mình thực hiện theo những điều đó thì đương nhiên là chúng ta đạt được là tu huệ văn tư tu. Mà Đức Thầy dạy một đoạn giảng: ta yêu chúng quyết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Đồng đạo nhớ kỹ rằng chúng ta phải tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, thì đây là chúng ta có được trí tuệ đó. Đó là cái phương án thứ nhất. Phương án thứ hai, muốn đạt được trí tuệ thì mỗi đồng đạo chúng ta phải giữ giới. Làm thế nào có được kiếm huệ? Gọn thôi, chất liệu kiếm huệ, cục đá mài cho cái cây kiếm này nó được sắc bén, như tôi vừa nhắc là mài gươm thế cho tinh cho khiết. Như vậy thì mài bằng cái gì? Xin thưa đồng đạo, đồng đạo chúng ta phải mài cục đá chúng ta là 8 điều đăng cấm. Đồng đạo thứ nhất, học thuộc lòng dùm cho tôi bài lời phiên bổn đạo 8 điều đăng cấm. Bởi vì giờ này thì thật sự đồng đạo chúng ta cũng có người thuộc, cũng có người chưa thuộc, đồng đạo phải thuộc lòng trước, thuộc lòng mới tu được. Không thuộc lòng lấy đâu mà làm theo đồng đạo? Ý là thuộc lòng mà làm còn chưa được nữa nè. Đừng nói chi mà không thuộc lòng. Điều này là bắt buộc đó mà, đốc bắt buộc đồng đạo à. Bắt buộc như vậy mới chúng ta mới thành công được, phải không đồng đạo? Như vậy thì muốn phát khai trí tuệ, muốn có được kiếm huệ, yếu tố đầu tiên thuộc lòng giùm tôi 445 từ, cộng thêm 4 từ lời phiên bổn đạo là 449 từ đi. Rồi thuộc lòng xong rồi, mình mới tìm hiểu nghĩa thông qua các bài giảng của các vị giáo lý viên về cái bài lời phiên bổn đạo. Và khi tìm hiểu nghĩa rồi thì đồng đạo chúng ta nhớ điều nào thầy dạy là ta chẳng nên, ta không nên, đừng có làm. Đã thầy không cho làm mà làm gì, chỉ giùm tôi. Còn điều nào thì là chúng ta nên làm, cần làm, phải làm thì chúng ta làm. Thế đồng đạo, đồng đạo hình dung những điều mà Đức Thầy không cho chúng ta làm thì có điều nào mà nên đó đồng đạo? Nếu mà không hại người cũng hại mình, mà nếu không hại mình thì cũng dị đoan mê tín. Có điều nào mà nên đâu? Có nghĩa nó một cách dễ hiểu là chúng ta cãi thầy là hư bột hư đường hết, không có nên. Cho nên hôm nay mình phải nghe lời thầy dạy thì đó là chúng ta đang hấp thụ từ một trí huệ hữu sư, trí huệ có thầy, học 8 điều đăng cấm để chúng ta hành xử. Và đồng đạo cứ kiên trì giữ giới, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, thì Đức Thầy dạy đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi thi phương cho Phật để cho. Do đó cho nên hôm nay chỉ cần đồng đạo thực hiện từ điều thứ nhất đến điều thứ 8, bao nhiêu đó chúng ta phát huệ. Phát huệ chỗ nào? Về nơi cõi thi phương an dưỡng nè. Cho nên khi mà đạt được trọn lành trọn sáng là lúc giờ chúng ta được rồi, có được kiếm huệ rồi. Thì khi đồng đạo được trọn lành trọn sáng về nơi cõi tây phương an dưỡng, lúc bây giờ hết có nghiệp à, tiêu nghiệp hết à, nghiệp làm sao mà đòi được. Khi chúng ta về tây phương sau nghiệp đòi, chúng ta còn ở cõi trần này thì nhiều khi nghiệp đòi chúng ta. Nhưng mà khi tôi và quý vị chúng ta về nơi cõi tây phương an dưỡng thì lúc bây giờ không còn nghiệp nữa đồng đạo. Do đó muốn có được kiếm huệ thì giờ này đồng đạo phải giữ giới, lấy giới luật làm căn bản. Mà ngày xưa Đức Phật cùng với các vị tổ đã giải rất rõ rồi: tam thế Phật pháp, giới vi căn bản, bản căn bắt tu đạo viễn hồ tái. Trong ba đời thuyết pháp của Phật đều lấy giới luật làm đầu, mà giới luật không tu thì đạo còn xa lắm vậy. Hay hoặc là trong kinh Phạm Võng, một bộ kinh nói về giới luật thì cũng giải rất rõ là: giới minh nhật nguyệt diệt nhanh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thì thành chánh giác. Giới sáng như mặt trời, mặt trăng hạt châu anh lạc, bồ tát bên cõi Phật đông như vi trần. Vi trần là chúng ta đếm không có sể, đông như vi trần. Nhờ hành trì giới luật mà thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên hôm nay đồng đạo giữ giới, chúng ta có cơ hội đắc cao để thành bồ tát đó. Và cái thứ ba nữa, để có kiếm huệ thì mỗi đồng đạo chúng ta phải niệm Phật. Đây là phương pháp đồng đạo dễ hành trì. Bởi vì khi đồng đạo chúng ta niệm Phật để làm gì nè? Niệm Phật để sáng tâm. Cho nên chúng ta niệm Phật phải niệm trong tâm. Mình niệm Phật để sáng tâm, chứ không phải mình niệm Phật để cho người ta nghe. Không phải niệm Phật để cho ông Phật A Di Đà nghe. Không phải chúng ta niệm Phật để cho Đức Thầy nghe. Cũng không phải chúng ta niệm Phật cho các vị chư thần chư thiên nghe. Mà chúng ta niệm Phật cho con tim mình nghe đồng đạo ạ. Mình niệm Phật cho con tim mình nghe. Bởi vì con tim mình hồi đó nó nghe cái chuyện này chuyện kia không à. Nó nghe cái chuyện tình tứ, cái chuyện yêu thương, cái chuyện ghét thương không à. Giờ này mình cho nó nghe Nam Mô A Di Đà Phật, nghe Nam Mô Đà Phật nó nghe riết nó ghiền, thì không có còn vọng niệm chúng sanh.
Cho nên mình phải nhận định đúng trong sự niệm Phật. Hôm nay đồng đạo niệm Phật là chúng ta đang xuất gia, niệm Phật là chúng ta đang rửa lòng. Vì vậy nên đặc thù câu luật tự Đức Thầy giải đây là để làm gì? Mà Đức Thầy đã khẳng định rồi, còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi cái vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả vọng niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Kính thưa đồng đạo, Đức Thầy giải rất rõ. Cho nên thực tế cho thấy, đồng đạo khi chưa niệm Phật, chúng ta vui hay buồn nè? Buồn lắm, phiền não lắm, bức rứt lắm, tức tối lắm, rồi dục vọng nó khởi lên nhiều lắm, rồi sân si nó nhiều lắm. Nhưng hôm nay khi có niệm Phật rồi, lúc bây giờ bớt phiền à, bớt buồn à. Bởi vì Đức Thầy dạy là chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu. Kính thưa đồng đạo, hoặc là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu. Cho nên hôm nay nhờ niệm Phật mà không có buồn, nhờ niệm Phật chúng ta hết có sầu muộn rồi, hết có phiền não. Và đặc biệt nhờ niệm Phật, lòng mình giờ này nó bớt đi cái điều ham muốn. Hầu đó chịch một cái nó ham cái này muốn cái kia, nhất là dục vọng nồng đậm. Mà Thầy dạy là phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hướng thân. Như vậy phải gìn dục vọng bằng cách nào? Thì chỉ có cách là tịnh độ giác thiền chỉ dục tâm. Cho nên chỉ có niệm Phật mới trừ dục vọng. Khi mà tâm mình nó móng khởi cái điều tà, thì đồng đạo mà niệm Phật thì khắc tinh có điều tà. Trong tâm mà có Phật thì ma tà không có. Mà nếu trong tâm mà thiếu Phật rồi thì ma tà nó tác oai tác quái trong nội tâm chúng ta. Hầu đó giờ bị nó tác oai tác quái, chúng ta khổ lắm đồng đạo à. Dầu rằng mình là người có vợ có chồng, người tại gia cư sĩ, mà tư tưởng chúng ta vẫn còn tà, vẫn còn móng khởi trong dục lạc, trong cái điều ham muốn phụng sự cho cá nhân. Cho nên hôm nay nhà câu luật tự này mà chấn áp niệm tà, chấn áp lòng tà, thì từ chỗ niệm tà không khởi. Cái gì khởi? Thì lúc giờ lòng trong thánh kệ tình bê lỗi, dạ sạch Phật kinh lý liền bái. Lúc bây giờ là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước mùa xuân. Bởi vì trong tâm chúng ta chỉ là Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cho nên từ chỗ đó chúng ta niệm Phật phát khai trí tuệ đồng đạo. Niệm Phật tâm được trong, niệm Phật lòng được sạch. Thì khi lòng trong tâm sạch thì lúc giờ là trí huệ phát khai rồi, đúng không? Lúc giờ là tâm bình tánh tịnh, trí huệ phát khai. Sở dĩ tâm không bình tánh không tịnh là tại không có niệm Phật đó. Tâm mình nó vọng, tánh mình nó trao đảo. Còn giờ này chúng ta đã đè nén, dùng câu luật tự dặn lòng luật tự mở đường sai, thì nhờ câu luật tự mình căn dặn cái lòng mình lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc này tâm chúng ta lặng, tánh chúng ta cũng dịu luôn. Hồi đó chưa niệm Phật nóng lắm, chồng tôi hồi đó chưa niệm Phật tánh ông nóng lắm. Mà từ ngày ông tập niệm Phật đến giờ tánh ông hiền như bột đó. Đụng tới ông cũng không nói, cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Vợ tôi đó nóng lắm, buông ra chửi con chửi cháu. Mà từ ngày nó công phu niệm Phật tới giờ nó hiền thôi thôi. Nhiều khi con cháu nó giỡn leo lên đầu nó ngồi, nó cũng không nói, nó cũng lo niệm Phật Nam Mô Đà Phật. Phải không đồng đạo? Rõ ràng đây là điều thực tế đồng đạo trong cuộc sống. Mỗi đồng đạo chúng ta đã và đang niệm Phật, đồng đạo sẽ cảm nhận điều này. Thì nhờ đó mà lúc bây giờ phát sanh trí tuệ. Mà Đức Thầy dạy là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Cư gia là người tại gia cư sĩ, tịnh độ là hành trì pháp môn tịnh độ, tâm viên mãn là tâm tròn đầy, tâm sát suốt. Tâm viên mãn là lúc bây giờ tâm chúng ta hòa với Phật, tâm chúng ta không còn một bận nhơ, tâm chúng ta đạt được trí tuệ, đạt được kiến huệ đó. Thì đó là cái cơ sở thứ nhất. Cái cơ sở thứ hai nữa, thì Đức Thầy dạy cho ông Phan Châu Bá niệm chữ Di Đà tan chứa nghiệp, thiền từ Thầy rước lại non bồng. Vì vậy cho nên hôm nay ngoài cái việc kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, thì Đức Thầy còn dạy là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp. Hai cái này hoàn toàn giống nhau đồng đạo. Cho nên hôm nay hai mà một, một mà hai. Vì vậy trong đạo Phật giáo họ chúng ta trong tịnh có thiền, mà trong thiền có tịnh. Mình phải nhớ điều này đồng đạo à. Mình niệm Phật chướng nghiệp nó tan, nhưng mà nó chưa tiêu. Tan là từ từ. Thì từ chỗ niệm Phật nó tan một ngày một chút, một chút, một chút. Phải không đồng đạo? Tan cái chướng nghiệp một ngày một chút, một chút. Thì nhiều ngày, nhiều tháng như vậy, khi mà trí huệ phát khai như chúng ta bàn hồi nãy, thì coi như là nghiệp trước chúng ta nó tiêu mất luôn. Và khi nhờ chúng ta niệm Phật có được trí tuệ, tiêu trừ được chướng nghiệp, thì Đức Thầy mới dạy nốt cái câu sau cùng là Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Như vậy thì Phật tiền
có hai nghĩa đồng đạo. Nghĩa thứ nhất, Phật tiền là Phật hiện trước mắt, Phật tiền là ngộ nhập Phật tri kiến. Hầu đó giờ Phật ẩn không à, đúng không? Hầu đó Phật ẩn không à. Như lời Đức Thầy dạy là đường đạo lý, cho nên chán nản hãy bền lòng tập Phật trong tâm. Hầu đó Phật ẩn không à. Nhưng mà giờ này mình tu đến đây đạt được trí tuệ rồi, thì lúc bây giờ Phật là mình nè. Lúc bây giờ mình đã nhận định đúng, mình là chủ nhân ông, mình đã tìm được chủ nhân ông, mình đã tìm được bổn lai diện mục, mình đã tìm được cái chân tướng hạt giống Phật, chủng tới Phật nơi lòng của mình. Lúc bây giờ nó sanh sâu nảy nở, mình đã tìm được Phật chính mình, đúng không? Mà Đức Phật đã dạy là các chúng sanh đều có, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoại tà nên cái lộn ta bà khỏi khổ. Như là Đức Thầy dạy trong quyển Quyến Thiện, thì khi đạt đến đây thì vô minh không còn, bởi vì chúng ta có trí tuệ rồi, có được kiếm huệ rồi, thì vô minh mê si không còn. Lúc bây giờ chúng ta sẽ được ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên Phật tiền là trong tâm chúng ta là Phật, không còn có ma. Và cái thứ hai nữa, Phật tiền ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta, khi mà đồng đạo niệm Phật thực hiện đến đây, khi đồng đạo chúng ta bỏ xác, thay vì đồng đạo bỏ xác thì Đức Thầy dạy là khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm định, sổ sách kia tội phước đến nên phạt cái thưởng hay đừng tỏ đỏ. Đó là trường hợp chúng ta không có tu. Còn trường hợp ở đây, đến đây chúng ta tu, thay vì khi chúng ta nhắm mắt thì ngu đầu mã diện nó hiện trước mặt chúng ta, nó dắt chúng ta đi. Nhưng mà đến đây là Phật tiền, Phật hiện trước mặt chúng ta. Khi đồng đạo chúng ta nhắm mắt, lìa đời, chút hơi thở sau cùng, thì lúc bây giờ Phật hiện trước mặt chúng ta, thánh chúng hiện trước mặt chúng ta. Thay vì không tu, không niệm Phật, không có được trí tuệ, không có được hành thiện tri kinh thì chúng ta đi xuống, đúng không? Nhưng mà đằng này chúng ta tu, thực hiện đến đây thì lúc bây giờ Phật hiện trước mắt, dắt chúng ta về cực lạc. Cho nên Đức Thầy gọi là Phật tiền, chữ hữu là có, chữ nhật là ngày, chữ nhật là mặt trời, nhưng chữ nhật đây là ngày, giống như chữ nguyệt là mặt trăng, nhưng chữ nguyệt cũng nghĩa là tháng. Vậy thì Phật tiền hữu nhật có nghĩa đồng đạo cố gắng hành trì, nhất định sẽ có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Vậy thì đồng đạo ráng tu, Phật tiền hữu nhật là sẽ có ngày, có ngày chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến, có ngày chúng ta tìm gặp chủ nhân của mình, có ngày chúng ta sẽ hiển bày cái Phật tánh trong nội tâm của mình. Và mình ráng tu, sẽ có một ngày nào đó Đức Thầy sẽ dắt chúng ta đi, một ngày nào đó Đức Phật A Di Đà sẽ dìu dắt chúng ta đi, một ngày nào đó các thánh chúng chuẩn đề tiếp dẫn bên cõi Tây Phương trở về đây dắt chúng ta đi, sẽ có ngày đó. Cho nên Thầy dùng cái từ là hữu nhật, tin sẽ có ngày đó, thật sự sẽ có ngày đó đồng đạo. Đây là một đức tin mãnh liệt Đức Thầy đã tuyên bố rồi, cho chúng ta biết đắc rõ đồng đạo, mình phải đặt trọn cái niềm tin. Vì vậy nên Phật tiền hữu nhật là có ngày, có ngày Phật sẽ xuất hiện, có ngày chúng ta sẽ được tìm hiểu trở về Phật tánh của mình. Vậy lúc bây giờ mình đã là được về cõi Phật rồi, được liên quan quá thân. Lúc bây giờ chúng ta được mãi mãi, đâu có còn sanh lão bệnh tử nữa. Lúc bây giờ mình về bên kia rồi, lúc bây giờ mình ngang tuổi với Đức Phật, mình ngang bằng với Bồ Tát, với các vị La Hán, thì đó gọi là vĩnh miên miên đồng đạo. Như vậy thì qua bốn câu giảng này, nhân sanh hiếu nghĩa dĩ vi tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Vậy thì qua bốn câu giảng này, khi đồng đạo chúng ta thực hiện thì đồng đạo thấy không, đi từ nấc thang một, giống như Đức Thầy dạy là đường đạo đức bước đi từ nấc. Vậy thì qua bốn câu giảng này, yếu tố quan trọng đầu tiên Đức Thầy muốn nhắc nhở mọi đồng đạo chúng ta, giờ này mình là một con người trong cuộc sống này, mình phải biết lo đền xong hiếu nghĩa, tức là phải lo đền trả tứ đại trọng ân. Một con người lo đền trả tứ ân, người này mới là người hiền. Còn một con người không đền trả tứ ân thì chúng ta không phải là người hiền đồng đạo. Và đồng thời để vung công bồi đức đủ cái tiêu chuẩn mà Đức Thầy tìm kiếm người hiền, trở thành một học trò hiền Đức Thầy gọi là sĩ hiền, thì ngoài việc đền trả tứ ân, đồng đạo chúng ta cần phải làm từ thiện. Làm từ thiện bên ngoài là một mặt, mặt khác chúng ta thân phải thiện, rồi khẩu phải thiện, tâm phải thiện. Cho nên hành vi ngôn ngữ và tư tưởng phải thiện. Muốn thực hiện các điều đó, thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, mở miệng ra không lượng thiệt, không ủy ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, trong nội tâm chúng ta không tham lam sân độ mê si, đó gọi là hành thiện. Cộng thêm chúng ta tri kinh học hành kinh sám, thì từ hành thiện và tri kinh
liên hệ với nhau trong cuộc sống, thì từ ấy biến chúng ta, dầu chúng ta có hung sùng bạo ngược cả nào, nhưng lúc này chúng ta là người hiền, học truyền của thầy. Và đồng thời đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh, đạo chúng ta là đạo giải thoát. Cho nên chẳng dừng ở đây, mà mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao để mài dũa, khai mở cho mình có được trí tuệ, mượn lời dạy Đức Thầy, để mỗi đồng đạo chúng ta làm kim chỉ nam, cứ một đường thẳng bẳng mà mới ôi chừng đó mà là mầu nhiệm. Mượn lời Đức Thầy để chúng ta tu tập, để chúng ta giữ giới, để chúng ta niệm Phật, để rồi cuối cùng tất cả chúng ta sẽ được gặp Phật, tất cả chúng ta được gặp Thầy. Như lời Đức Thầy dạy là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì chúng tôi rất là kính cảm ơn quý đồng đạo đã dành cái thời gian nhất định, cũng trên dưới hơn 60 phút cho chúng tôi chia sẻ cuốn câu giảng này. Thì trong cái quá trình trao đổi thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ. Tất cả chúng ta sẽ được Đức Thầy bế bồng, con dạy, hát bài, khải ca. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.